Em làm chồng rừng ngâm, chào tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn về mạnh khỏe nhá. Công việc luôn hanh thông thuận lợi. Và em thì bắt đầu công việc ngày nắng nóng với một xe rượu sơ sơ với đơn 100 lít mang đi giao cho khách này các bạn. Xá như này là chỉ có xe máy là tiện nhất thôi. Em sơ sơ với đơn hàng 100 lít. Vẫn là món rượu quốc dân ngọc nữ trắng thơm một năm chọc rượu ngâm. Lên đường đi về cơ quan hôm nay chia tay sếp này. Bác sơ sơ lấy có 100 lít thôi. Em lấy đường đi giao hàng này các bác nhá. Có một mình vừa quay vừa review vừa chở hàng nên là có nhiều cảnh không có được. Em chào chào các bác. Các bác cần rượu ngon thì alo cho em nhé. Em ship toàn quốc cho các bác. Ok. Chuyến hàng 5 can 100 lít của em bắt đầu lên đường. Bây giờ làm chọc chỗ này chắc tháng nữa thì mới xong được. Cơ sở nhà em mình nhá. Em lên đường đi giao hàng đây các bác nhá. Đấy, đường ngõ như này em vẫn một tay đi một tay á. Quay ok. Đường này chắc còn không bác nào dám đi đây em ơi. Đây, vẫn 5 can rượu vẫn cứ đi ok nhá. Em lên giao hàng rồi đã. Chào các bác nhá. Nhớ cần rượu ngon alo em nhá. Xe ta lại bon bon trên những dặm đường này rồi. Lên đường. Đấy, làm chồng một mình một đường thẳng cánh cò bay lúa vừa đi vừa ngửi mùi thơm của lúa khá là dễ chịu. Đấy, cùng đường làm chồng đang đi giao hàng. Đấy, một mình em thênh thang một đường vừa đi giao hàng vừa hít thở không khí trong lành của cánh đồng lúa. Ai đất Ninh Bình sẽ biết quả hầm quảng trường này nhá. Rượu và khách sạn rất to ở bên kia. Rào rượu chui đường hầm. Em làm chọc chào mọi người trong hầm nhá. Làm chọc trong hầm chào mọi người nhá. Em xuống hàng phát chuyển cho khách. Chuyển vào trong này. Đấy, hàng đã tập kết tận cửa cho khách hàng rồi. Khách xuống để cho trong kho. Rào rượu cũng thả đấy các bạn. Thế là các bác yên tâm nhá, hàng em cam kết đảm bảo chất lượng. Các cơ quan ban ngành rồi các khách sạn lớn cũng đã lấy, các bác yên tâm thưởng thức cơ. Đấy, giao hàng xong là em lại đổi can cho khách mang về. Em thấy hàng mua rượu nhà em để cho khách hàng đổi can không mất tiền can nhá. Đây các bác nhìn em giống ông Đồng Nát cơ. Em đang chào mọi người nhá. Các mọi người nhớ cần rượu ngon cứ alo em ship toàn quốc cho các bác. Đấy, các bác nhìn em giống Đồng Nát không? Cứ mạnh dạn ghi lại khoảnh khắc để sau ta xem lại. Em về đây, về lại đóng hàng tiếp gửi cho các bác đây nhá.